làm ơn cho em hỏi nộp hồ sơ xin vào hội sợ vợ thì nộp cho ai ạ? Nộp cho anh. Dạ. Anh nhận hồ sơ. Dạ vâng, em gửi anh. Xem nào. Ghi tên á. Dạ vâng. Họ tên Dương Cẩm Thu. Không không anh ơi, hả? Em là Dương Cẩm Thu ạ. Dương Cẩm Thu. Dạ vâng. Lấy vợ lâu chưa? Em mới cưới được 1 năm anh. Hả? Sao đây mới cưới được 1 năm thế thì chưa đủ tuổi. Mày không chịu nghiên cứu hồ sơ của hội này thì phải là người có thâm niên từ 3 năm trở lên thì mới cưới nạp. Em thì em mới cưới được 1 năm nhưng mà em sợ nó được 3 năm rồi anh ạ. Ồ, thế là thế nào? Thì bọn em bắt đầu yêu nhau, bọn em đã gọi nhau là vợ chồng rồi anh ạ. Thanh niên chúng mày bây giờ chết là vớ vẩn nhá. Vừa yêu nhau cái nứt mắt là cái này gọi nhau là vợ chồng. Đấy, yêu nhau cái này chúng mày làm chuyện ấy à? Thôi anh hiểu thế nào cũng được ạ. Thì mày với con vợ mày 18 cộng xong thì nó có trưởng hay dính bầu? Dạ cả hai nhá. Cả hai à? Vâng ạ. Thế là mày là thằng cú đức ấy, cho con người ta dính trưởng xong mà vẫn đi đến hôn nhân là chấp nhận được. Thôi bây giờ này, về cố gắng chịu sợ nó nốt 2 năm đủ tiêu chuẩn đến đây anh nhận hồ sơ nhá. Dạ vâng. Cứ thế nhá, vui vẻ đi. À bà này, anh dạ. Cạn này. Mày về mày xem họ hàng hang hốc thân bằng cố hữu nhà mày có cái thằng nào nó sợ vợ thì giới thiệu đến đây anh nhận hồ sơ nhá. Dạ vâng. Mà mày có màu đấy nhá. Vâng, em xin phép chào anh. À quả, ở đây gì cái gì cũng là quả. Đấy, bánh kẹo thạch là quả. Đấy, chanh cũng là quả, thậm chí anh cũng là quả. Em có mua luôn không? Anh vui tính quá. Cho em mua mấy lốc caramel. Caramel hả? Úi trời, cái mồm em chỉ số IQ rất là cao, rất là thông minh. Nhìn thấy cái mồm là biết là thành ăn rồi. Cái caramel Long Hải ở đây là nó hot nhất trên cái thị trường chứng khoán ấy. Mà này, em đi vào đám nào đấy? Anh hỏi thế nghĩa là sao ạ? Vì anh thấy em vẫn cả cây đen đoán chỉ có vào đám hiếu đấy. Này, bố mẹ em tên là gì mà sao em xinh chứ? Cái gì nhìn nó cũng của em hết bao nhiêu ạ? Của em hết 100. Đấy, lấy vợ phải lấy người như em ấy. Không phải cái loại vợ mà cứ suốt ngày câu có nhăn nhó mắng chó tán lắm. Đúng là chân dài là vợ người ta, chân ngắn là của thằng cha đáng kiềng. Mình thì toàn chân vòng kiềng, khi đến khi lết thế thì mình liêng cả hai. Em gửi anh ạ. Anh xin. Đấy, xong việc rồi, bây giờ thì em cứ vào nhà người ta. Anh ơi, thế quà của em hả? Quà em hả? Cứ ngẩn ngơ thành ra nữa, không đưa cho em. Em cầm đấy. Em đi may mắn nhá. Thỉnh thoảng vô quán. Ôi, tôi chết. Còn cái này của anh. Mất cái này thì chết anh. Chín nữa nó buồn. Đấy. Đi úi dồi ôi. Đi tráng nào. Ngon thì là vợ gửi ra áo trắng cổ đầu cầm hoa nạc trung tre thành niên hỏa ca. Chị Hương ơi, chị Hương ơi, ai đây? Ô, em là chị Trinh đi à? Dạ vâng. Chị có khó không? Dạ không ạ. Vào nhà ngồi chơi em. Chị ơi, hôm nay em đến đây em có mua ít caramel Long Hải đến biếu chị với cháu ạ. Ủi giời, khách sáo thế. Cái này nhà chị đầy, chị xin. Mà khu nhà mình tiện phết chị nhở. Có cả cái tạp hóa ở dưới chân cầu thang. Mà đồ thì nhiều y như siêu thị ý ạ. Ừ đúng rồi. Mà được cái anh bán hàng vui tính ra phết chị nhở. Mồm mép thì cứ như tép nhảy ý. Mà cái lão ấy dâm ra phết đấy chị ạ. Anh nào? Dưới đây có 2 anh thôi mà. Có mỗi 1 anh thôi mà chị. Trông như nào? Cái anh mà nói giọng trọ trẻ ý ạ. Thế à? Thế anh ấy nói dâm như nào? Thì anh ấy khen em xinh này, khen em chân dài này, mắt nhìn thì cứ hấp ha hấp háy vào em, làm em ngượng ơi là ngượng ấy. Lão này chết hết rồi. Dạng gì? Ơ này ông đi đâu đấy? Có biến rồi ông ạ. Ông trông hàng cho tôi. Tôi đi tôi xem quả già nó sai kiến cái gì. Tôi ghét nhất là cái ngày chủ nhật. Cứ cái ngày chủ nhật là nó rung cuồng. Đi làm thì không sao,
ở nhà là nó đúng thôi. Ông trông hàng của tôi nhá, xong số luôn rồi tôi đi lấy hàng ấy nhá. Chồng đây vợ ơi, vợ ơi xài khiến cái gì? Hóa là khách hàng ở quán này là khách nhà mình. Sao vậy? Có luôn. Này, thế vừa rỏ mồm gì dưới nhà đấy ạ? À? Đâu anh có nói gì nhà đấy? Có nói cái gì đâu, chỉ thấy thì em ấy mặc cả một cây đen thì hỏi là em vào cái đám hiếu nhà nào chứ có nói cái gì đâu. Ngứa mồm à. Người ta mặc cái gì đi việc của người ta chứ? Đi vào pha cũng được ở đây. Có luôn. Được cái đàng dạng tích sự. Mệt lắm em ạ. Đấy, đi làm cả ngày chả sao. Được cái ngày nghỉ chủ nhật ở nhà nó ốm người ra đấy. Khản cả tiếng rồi đấy. Có mỗi cái việc ngồi sai thôi mà mệt. Chị ạ, hôm nay em đến đây có chút chuyện nhờ chị. Chả là cơ quan mình sắp tới có mấy suất biên chế. Chị xem giúp em cho em vào một suất. Như thế nào thì bố mẹ em cũng lo được ạ. Ôi giời, em cứ yên tâm. Chị nói thật ý, là chị nhắm em ngay từ vòng ngoài rồi. Sếp chị nha, là chỉ thích người sinh thôi. Cứ sinh là ông cho biên chế hết. Yên tâm nhá. Đấy, anh khen em sinh em chẳng tin anh gì cả. Cái thú thế của con người ta bây thử là cứ phải thích cái đẹp. Gái đẹp là thích cái gì cũng được. Cứ gái đẹp thì người ta vợt, cứ gái đẹp người ta vợt. Ông ha, ông ơi. Đi vào nhà, xem có gì ăn mang ra đây. Có luôn. Mệt lắm em ạ. Ở nhà với lão này chị nổ tung đầu ra luôn. Đây, đồ ăn của vợ đây. Hai chị em dùng đi. Hoa quả đâu? À có luôn. Chị nói thật với em. Đấy, mệt lắm em ạ. Đi làm chả sao, cứ về nhà thôi, cứ ngồi sai thôi cũng mệt. Cái gì về tay? Đây. Có này. Bố mang cái gì ra đây đấy? Thì vợ kêu là lấy hoa quả ra đây thì chồng lấy hoa mới quả còn gì. Ui giời ơi, ngu lắm. Nói mãi mà không khôn ra được. Cầm cái này vào, còn cái này nhá, cầm gọt xong mang ra đây. Quả thì trồng rửa sạch rồi, hai chị em cứ gặm cả vỏ đi. Người ta biểu rồi là gặm vỏ nó mới có nhiều canxi, giống như cái vỏ tôm ấy. Cắn, ăn gì rồi cắn. Đi vào. Là đi vào luôn, có này. Này, đây là vừa hầu khởi động cho cái máy giặt rồi đi nhá. Được rồi đi phơi lên đi. Có luôn. Eo ơi, chị mệt lắm em ạ. Có mỗi cái việc ngồi sai thôi mỏi hết cả mồm. Mệt không thể nào mà chịu được. Chị ơi, em có chị bạn này à. Hay cực, nhà chị lãng mạn trữ tình lắm, chứ không sập sình như nhà chị đâu. Thế là thế nào? Bà ấy siêu cực luôn, bà ấy có thể điều khiển chồng mình bằng ý nghĩ đấy chị ạ. Làm gì có chuyện đấy? Bà ấy muốn chồng mình về, bà ấy chỉ cần nghĩ thôi, là anh ấy tự về luôn. Thế á? Vâng, chị muốn ăn gì, chị chỉ cần nghĩ thôi, là anh ấy đi ra chợ mua đúng món mà chị thích. Thật à? Chị ơi, còn cái này mới hay chứ. Cái vụ trả bài ấy, bà ấy chỉ cần nghĩ thôi là chồng bà ấy thực hiện y như thế luôn. Điều, làm gì có chuyện đấy. Thật mà chị, hôm nọ chính tay em viết ra giấy đưa chị nghĩ. Chồng chị thực hiện đúng và đủ như thế luôn. Thật á? Vâng. Thật à? Vâng. Hôm nào nhá, cho chị đến giao lưu với chị đấy xem tình hình như nào. Để xem bí kíp thì chị về chị học hỏi. Chứ không cứ như cái lão của chị ngồi chị sai mỏi mồm mệt lắm. Cái lão nhà chị eo ơi nhá, cô ngồi sai thôi mỏi hết cả mồm, mệt ơi là mệt. Thì đúng rồi, vợ cứ sai khiến nhiều thì mồm vợ mỏi, còn chồng phải chạy nó mệt, đúng không? Không à, không ơi, đi xuống trong hàng đi. Ừ, thì anh có luôn xuống này. Này, quên mất, hai chị em đang ngồi quán. Anh ạ. Em xin ạ. Mời anh ạ.
Dạ, em chào chị ạ. Dạ, chả giấu gì chị. Hôm trước thì em được em Ngọc Trinh đi giới thiệu là chị có cái ngón nghề là sai khiến chồng bằng suy nghĩ hay quá. Thế thì em hôm nay mạo muội đến đây khăn gói quả mướp, rồi em xin chị tí kinh nghiệm ạ. Có gì thì chị truyền đạt lại cho em với ạ. Tôi là tôi nể cô là sếp của Ngọc Trinh. Ừ thì nhận. Vâng ạ, em cảm ơn chị ạ. Thế hai vợ chồng lấy nhau lâu chưa? Dạ báo cáo chị là vợ chồng em ăn ở với nhau cũng được 20 năm rồi. Thế cũng bằng vợ chồng nhà này. Ô thế à? Ô thế chị Thuần anh nhà được lâu chưa ạ? Chả giấu gì cô, hai vợ chồng cưới nhau được 1 năm, tôi sai chồng mòi hết cả mồm. Thế là tôi quyết định một việc. Tôi luyện. Luyện gì ạ? Đến hết năm thứ 2 thì thành công. Chị ơi, thế nhưng mà mình luyện cái ngón nghề đấy nó có khó không chị? Khó chứ. Còn tùy thuộc vào việc thần giao cách cảm của anh chị như thế nào. À, mà chị biết rồi đấy, đàn bà con gái mắc cái bệnh nói nhiều, mà nói thường không nghĩ, đúng không? Vâng. Cho nên là các ông chồng mới loạn chiêu. Bây giờ bài học đầu tiên ấy, nói ít thôi. Dạ. Ví dụ nhá, bây giờ chị muốn chồng chị tắm cho chị, chị chỉ cần nói 2 từ thôi. Từ gì? Đi tắm. Và chị luyện như thế 1000 lần, chị sẽ rút lại chỉ còn 1 từ thôi. Thế là bỏ từ đi hay là bỏ từ tắm mà? Dốt thế. Rút từ đi, còn từ tắm. Ừ. Và chị luyện như thế 1000 lần nữa thì chị chỉ cần nghĩ thôi là chồng chị tự khắc tắm cho chị. Ôi dồi ôi, thế hả chị? Ôi mà này, chị nói em gặp em thấy đúng nhá. Thế em ở nhà nó bị cái tật nói nhiều, mà nói lại thì chẳng nghĩ ngợi cái gì cả. Đây, có việc gì đâu, ngồi một chỗ sai chồng thôi mà viêm họng hạt phát sút phát rét thì được ý. Chị ơi, khả năng tối nay về em phải luyện xem tình hình nó thế nào. Thế bây giờ cô đưa cái tay đây. Nhân tiện có chụp ảnh ở đây, tôi chuyển năng lượng cho chị. Bây giờ chị nghĩ đi. Em nghĩ nhá. Anh ạ, ý anh muốn đổi trà chanh thành nước cam ạ. Mời anh ạ. Dạ, mời chị, mời anh. Thế có đúng là đổi không? Ôi dồi, đúng ạ. Ôi dồi ôi, sư phụ. Ôi dồi ôi, sư phụ xin nhận của đồ đệ ba lầy ạ. Dạ, từ nay sư phụ cho đồ đệ này theo học với ạ. Sư phụ giỏi quá. Sư phụ giỏi quá. Bây giờ để cô tâm phục khẩu phục, cô nghĩ thêm cái khác đi. Nghĩ thêm cái nữa ạ? Thế thì em nghĩ cái nữa nhá. Anh ạ. Ui dồi ôi, cái cô này. Dù sao đây cũng là chồng tôi, tôi chỉ có cho cô mượn làm chút bạch thôi. Cô nghĩ cái gì nghĩ trong sáng một tí, cứ nghĩ cái đen tối. Báo cáo sư phụ này, em thề là em không có ý nghĩ đấy ạ. Nhưng mà không hiểu sao trong đầu nó cứ hiện lên như thế ạ. Thì em xin rút kinh nghiệm mà. Thôi được rồi, bây giờ nghĩ cái gì nghĩ trong sáng. Rồi nay mai cô thành công, cô về cô nghĩ chồng cô thế nào cũng được. Vâng. Thì bây giờ nghĩ tiếp đi. Ai? Dạ sư phụ ơi, thế sao cứ mỗi lần nghĩ em cứ thấy nó đau lưng mà nó cứ tức ngực thế nào ấy nhỉ? Không sao đấy, đấy là phản ứng phụ ấy mà. Tại vì tôi truyền năng lượng cho cô. Ờ thế truyền đấy thì đến bao giờ nó hết? Qua đêm nay sáng mai hết ngay. À. Chân thôi cô đi, đi giải quyết nỗi buồn. À, xong thì hết luôn mà. Đi giải quyết nỗi buồn ạ? Thế thì em xin phép em đi giải quyết nỗi buồn. Anh đấy, cho em 18 cộng. Dạ. Ôi anh, sao anh ác thế?
Em đã thề là suốt đời thì em chung thủy với anh rồi. Tại sao ngày hôm nay anh lại có những cái ý nghĩ nó đột phá như thế, bắt em 18 cộng với cả anh kia? Sư phụ ơi, sư phụ cứu con. Ôi giời ạ, tôi đã bảo cô là phải nghĩ cái gì cho trong sáng một tí. Khổ quá, con nào có dám xúc phạm gì đến sư phụ đâu. Con thề là con không muốn như thế, nhưng mà không hiểu sao tự nhiên trong đầu nó cứ hiện lên như thế. Ôi giời ạ, cứ như thế thì không có dạy dỗ gì hết.